Thanh kính chào quý vị đang theo dõi kênh tin tức 24 giờ của Sài Gòn Live TV. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những thông tin chi tiết. Ngày 20 tháng 5, Công an phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh lập hồ sơ vụ việc người phụ nữ bị cướp giật dây chuyền, té ngã ra đường. Vụ việc xảy ra vào lúc 16 giờ ngày 15, người phụ nữ ngoài 50 tuổi chạy xe máy trên đường Võ Thị Thừa, phường An Phú Đông thì sự việc xảy ra. Phát hiện vụ việc, người dân gần đó chạy đến hỗ trợ, đỡ xe cùng nạn nhân đưa lên lề. Toàn bộ vụ cướp giật dây chuyền được camera an ninh nhà dân ghi lại. Sau khi bị giật, sợi dây chuyền vàng của nạn nhân bị giật đứt một phần, phần còn lại nạn nhân đã thu hồi. Người phụ nữ sau đó rời đi mà không đến công an trình báo. Qua nắm thông tin từ người dân, công an địa phương phường An Phú Đông đã đến ghi nhận vụ việc, trích xuất camera an ninh nhà dân xung quanh để xác minh làm rõ, xử lý, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn. Bà con ra đường nhớ đề cao cảnh giác nhiều hơn nữa nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh tin tức 24 giờ của Sài Gòn Live TV. Bây giờ Thanh Thanh xin chào và hẹn gặp lại.